Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với God of War nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến tới cái ngôi đền như thế này. Từ từ rồi để coi mấy ông nội có dấu đồ. Temple of Ares. Ui. Người dân đang đang cho hạ cái bức tượng của Ares thì phải. Kéo. My lord, we shall make quick work of this and erect a statue befitting of your glory. Okay, okay. Bây giờ mấy người lính thành Sparta đang giật sập cái tượng Ares. All hail Lord Kratos, the god of war. Bây giờ mình là God of War các bạn. Mình là người dân chiến tranh rồi. I have something for you. I shall return. Okay. Nó đi lấy cái gì cho mình á. Mình giật sập luôn. Cái đám lính của mình giật sập cái tượng Ares rồi. Nói gì? Kratos stood in the temple of Ares. Bước vào đền thờ của Ares. It was a somber reminder of who and what he had become. À, bây giờ the ghost of Sparta. Kratos trở thành cái and now the very person he had once despised. The god of war. Trở thành thứ mà mình căm thù. Đây đền thờ của Ares nè. Trở thành thứ mà mình căm thù. Cảm giác này nó không có thoải mái chút nào. Rồi nâng cấp máu, chắc full luôn. Rồi mình đã full rồi. Phun máu. Lên đây ngồi được không? Không cho ngồi không được. Cái đền thờ thôi. Lâu lâu Ares mới ghé đây. Một bức tường. À, cũng giống một tấm gương này, một tấm gương các bạn. Cái này nó phản chiếu cái gì ta? Ui! Nó lôi mình vô. Ui! Your cause. I'm your god. Yo. You're a coward. You're a coward. Nó hình như ném cho bể cái tấm gương các bạn. Bây giờ mình phải lựa chọn cái phần khác. Này ở dưới nè. I thought you were a Spartan. Đó. Đó. You are a coward. Ui. Bấm hộp. Bể. Rồi, còn phần ở giữa đó. Đâu? Nhanh chóng luôn đi. Nghe mày. Cái đó là chính mình nữa các bạn.
School of Kyrus. Kratos knew he had to return to Atlantis. Back to the sunken city. Only there would he find the entrance to Death's domain. And the brother he left behind. Từ từ. Là cái gì ta? Death Domain là cái gì? Sao nó không có hiện ra vậy đây? Để nó không cho xuống nhanh nữa chứ. Khó. Rồi đi ra thôi. Hồi nãy cái thằng lính nó đưa cho mình cái gì á? Ai. Nè. Your weapons, my lord. À, vũ khí của người. I have looked after them as if they were my own. Arm of Sparta. You have served me well. Người đã phục vụ ta tốt. Thank you, my lord. Là một vuông. Thấy bà mày đi. Có combo ta. Rồi có. Cái này có combo, có combo. Mày, cái này. Vô. Để đổi vũ khí các bạn. Sparta. Rồi bắn lên thôi. Ui thôi. Rồi. Đầy luôn không ta? À, còn một lần nâng cấp nữa. Từ để mình coi combo qua. Ồ, có combo vuông à, từ. Đây. À, cái này nó có combo luôn. Thôi, lấy cái đào rồi chịu chắc. Ủa, cái này
Aonia. Cái chỗ này là cái chỗ mình giết cái thằng cái con người chim mà đúng không? Ôi, full nữa rồi. Thôi, qua cầu. Để coi trên này có cái gì. Đây, mấy cái rương này như mình mở hết rồi. Không quan tâm, không quan tâm. Mai là thua. Thôi, cấp mana các bạn. Sacrifice accepted. Cái cuối rồi. Này là ở trên. Mình khoan sử dụng cái khiên với giáo. Nó hơi yếu. Mới lên vào 1. Giăng nè, bắn cái nữa. Mình lấy xiên mình đỡ cái này. Ghê không? Đẩy lùi mọi thứ luôn mà. Mà
mình để 3K5, mình sẽ nâng cấp cái này lên cái. Gió là thế. Hoài. Ui, đây có hai con bự thế. Đây là gì đây? Tù va. Horn of Boris. Red. Ok. Mình có phải summon cái gì? Chưa thấy cái thép nào tào lao những thép này luôn. Thật sự luôn, nó không có lực. Khui. Rồi. Rồi. Vô mà. Sẽ có combo nữa. 1, 2, 3. Kayon of Sorrow. Này là dãy núi buồn bã hay gì? Be warned, Ghost of Sparta. Do not pursue this path. Đừng có đi cái đường này. The gods have no power over me, Thanatos. Thanatos? Where is my brother? Em trai của ta đâu? If you persist, not even the fates will prevent me from ending your path. Ares was unwise to believe you could serve him. Do not stand in my way, Thanatos. Thanatos. Or Ares' blood is not the only I will shed. Yay. Khó chịu lắm luôn á. Hử?
giờ đỡ rồi. Được á. Của vua mà nó biến thành vàng rồi. Đó, nó bị biến thành vàng rồi. Đát đó các bạn, ổng có một cái tay của ổng á, ổng ước là cái tay của ổng đụng cái gì á thì cái đó nó sẽ biến thành vàng, và cuối cùng nó trở thành lời nguyện luôn. Đồ ăn thức uống gì ổng đụng vô cũng thành vàng hết. Thì làm sao mà ăn? Bây giờ mình kiếm đường đi hết à? Thang.
Xong rồi qua đó mới được chứ. Mình thấy bên kia có cái rương mà thôi. Có đi tiếp thôi. Ổng kìa. Bị nguyền á. Lên Satara. Cursed. Stay away. Tôi bị nguyên rủa. Don't you see? Tôi không thấy anh. Cái gì ta đụng vào nó đều biến thành vàng hết. Midas. Midas đó. I didn't mean to. I thought. Tôi không có ý đó. How could I know that she would... Oh, my daughter. Con gái của ta. My beautiful little girl. Đúng rồi. Đụng với ai cũng thành vàng hết mà. Ôm nhôm nhách các bạn. What are the sticks? Am I in Hades? Some stick. I must be. Finally. I know what I must do. Quyên cái sông dùng nhà thành vàng hết luôn. King ring. Này nhẫn của vua Midas. Rồi có dấu đồ. Đây. Thôi từ lên đây set game cái. Ok, chắc hôm nay mình chấp tay cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.